Ok rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đã bày xong rồi nhá. Đây mình để xem tí nữa xem có con gì về ăn này. Con ong, con yếc này về rất là nhiều rồi. Mình sẽ bẫy như thế này, để cái bẫy ở đây và những con này thì mình để buộc con chuột này vào chắc vào đây rồi. Để xem tí nữa con gì về ăn. Nó đã ăn ăn này này, các bạn nhìn thấy không? Nó ăn tim đấy. Cái này con này rất là béo luôn, đây này. Đấy, nó đã ăn gần như là hết rồi. Tí nữa mình sẽ bay xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên thăm và tí nữa mình xuống sẽ xuống dình xem là con gì về ăn nhá. Không cẩn thận được con cá mèo thì hay các bạn ạ. Nó ăn rất là nhiều bởi vì ăn đi một nửa mà. Cái đầu không thấy đâu. Ăn rất là nhiều rồi. Thôi bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ lên nói nhiều sợ lại nó loanh quanh đây. Thì mình sẽ lại quay lên trên cả bên trên mấy cái bẫy bên trên để mà xem có được gì không nha các bạn nhé. Để mình đi này. Mình sẽ tạm tắt máy quay đi. Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Thì lúc nãy mình đã thấy con chuột ấy bị ăn ấy, mình bẫy này, các bạn thấy không? Đấy. Đây, bây giờ mình đã được một con diều hâu nhé các bạn nhé. Đây này, con diều hâu đấy. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Đây là con diều hâu nha. Mình đã bẫy được con diều hâu này. Nó ác lắm đấy các bạn ạ. Kẹp thì cũng nói chung là cũng bây giờ mình như này mình cũng không dám cầm vào nó luôn đấy, làm biết sao nó chân của nó rất là sắc luôn các bạn, nó chỉ cần cấu cho một cái là rất là đau, nên là giờ mình sẽ phải để về mình sẽ xử lý nó. Ui rất nhiều ong các bạn này, đây này các bạn thấy rất là nhiều ong luôn, bởi vì mình lúc nãy mình mấy con này này mình tưởng là con to nhưng mà con diều hâu này con không, không to mấy. Mình ở nhà mình cũng nghe thấy tiếng rồi, kêu bay bồ bộp rồi, mình tưởng là nó định phi vào mình. Giờ mình sẽ tạm thời mình sẽ về trước nhé các bạn nhé. Các bạn thấy nó bay các bạn. Mình thấy cái bồ bộp rồi mình chắc nghĩ là dính rồi, mình mới xuống xem thôi. Mình vừa bấy mà, mình bấy lúc nãy mới bấy. Khá là to luôn. Mình thấy quái sao lại kêu bồ bộp này, mình lấy bây giờ mình sẽ lấy về trên lán của mình nhé. Bây giờ mình sẽ cầm tạm này và mình sẽ về. Xin chào tất cả bạn nhé. Thì hiện tại mình đã về đến lán rồi các bạn này. Đây này. Đấy, mình vây dính như này đấy. Con này là con diều hâu nha các bạn nhé. Nó khá là nặng đấy. Mình xuống thì mình lúc nãy mình có đi thăm bẫy thì mình thấy cái con chuột ấy mà mình quay lên cho bạn xem ấy, con đấy bị sao lại bị ăn đi một bên, mình quái con gì đây? Mình thì mình bẫy mình nghĩ là nó sẽ quay trở lại ăn rồi. Bẫy không ngờ là dính cái con này các bạn ạ. Đấy. Con này thì còn là nhỏ đấy, con diều hâu nhỏ đấy. Phải loại to đâu. Con này thì chưa chưa to đâu các bạn. Nên mình bây giờ mình quay cho bạn xem nhé. Đấy, y như một con gà luôn các bạn này. Đây. Đấy. Mình đang bẫy, ui, mắt của nó rất là sát thủ luôn này, há mồm lên luôn này. Thấy không? Nó nhìn thấy mình đi đến đâu nó nhìn đấy, mình mổ sao ấy. Ui. Mình đấy là mình bẫy cầy hương, nó không ngờ là tối hôm qua nó lại chuột về, nó lại dính dính thì con này nó lại ăn con chuột kia, mình lại thấy quái con gì nó lại ăn được, thì mình bẫy lúc nãy mình bẫy mình xuống thì mình thấy từ nhà đấy, từ từ cái lán này, cái cây mình bẫy ở dưới kia này, thấy cái kêu pop 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 ấy, như là nó bay ấy các bạn ạ, nó bị dính rồi nó bay ấy, nên là mình xuống xem. Mình mới về mà vừa gốc về bấy xong mình quay về thì lại cứ pop pop lại xuống xem lại, thế là được con này các bạn. Đấy. Khá là to, con này cũng phải tầm cỡ chừng khoảng 6 7 lạng gì đấy. Đây cái lán mình này. Bây giờ mình sẽ cho nó vào trong bao như vậy, mình sẽ buộc tạm vào đâu đấy. Bây giờ mình đã cho vào trong bao bao này được rồi nha các bạn nhé. Đây nó đây này. Đấy. Đây nó đang ở đây. Đây.
Đấy. Nhìn rất kinh, khá là to đấy các bạn ạ. Mắt của nó nhìn ghê chưa. Đấy. Mình cho vào bao rồi. Thì bây giờ mình sẽ lại bắt đầu lấy bẫy xuống dưới, bẫy tiếp, không biết còn con nào không, hay là riêng con này thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ lấy xuống bẫy tiếp. Con này thì chân nó cũng không bị thương mấy đâu, nó chỉ kẹp qua mấy ngón chân này thôi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ lại lấy bẫy và mình sẽ lại xuống bẫy tiếp nhé các bạn nhé, để mình bẫy xem có được con gì không. Lâu mình sẽ đóng cửa, mình sẽ lại xuống bẫy thôi. Thôi, bây giờ mình cũng dừng video tại đây thôi. Tí nữa về nếu mà mình định là nuôi thôi, nên là mình không thịt thì mình sẽ không quay cho các bạn xem mình làm thịt nữa. Thì mình nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn hãy để lại một đăng ký kênh, một like, một share để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo nhé. Bye bye các bạn.